Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Coi là mình theo dõi tin tức thì thấy có cái đề tài hay, lấy máy chia sẻ về với quê hương để anh chị các bạn thấy cái nước Mỹ, cái xứ mà gọi là tự do dân chủ tam quyền phân lập tư bản chủ nghĩa, mà rất nhiều người họ rất là mơ hồ. Các bạn thấy luật pháp Mỹ mà. Đâu phải anh muốn làm gì làm đâu. Khi mà anh đụng tới quyền lợi quốc gia, quyền lợi tới an ninh của nước Mỹ, của những cái nhóm lợi ích nước Mỹ, nó bắt, nó cầm, nó trù dập tới bên. Bạn thấy đây là một cái nhóm của người da trắng nha. Cái nhóm này nó chỉ tổ chức chống lại những cái gì mà đi ngược lại lợi ích của cái người da trắng, mà của nhóm này nó phân biệt chủng tộc đó, anh chị các bạn ha. Ở Việt Nam mà chính quyền Việt Nam mà gọi là làm như mạnh tay như kiểu Mỹ như thế này, anh chị bạn, ở những cái vùng mà Tây Nguyên, cao nguyên đồ đó, mà cái tụi chống cộng nó xúi dục á, bạo loạn bạo động rồi mà làm mạnh tay vậy là nó la làng la sớm lên. Rồi mấy thằng Mỹ, mấy thằng chính trị gia Mỹ, mấy thằng tư bản, mấy thằng mà mất dạy, tụi nó, tôi ghét cái chủ nghĩa tư bản, là nó bias, có nghĩa là nó rất là xảo trá, nó lừa người ta bằng những cái chủ nghĩa vật chất của nó. Anh chị các bạn thấy nó phải giỡn đâu, cái xứ Mỹ này. Các bạn thấy tự do dân chủ đồ, và nó pháp luật của nó ghê gớm lắm, pháp luật của nó không có đùa giỡn được đâu, đụng vô rồi rất là phiền phức với tụi nó, đụng vô nó quảng cáo khủng khiếp. Các bạn thấy nó giật lên bờ xuống ruộng, mấy cái vụ mà tôi nói hồi biểu tình hồi tháng 6 đầu năm 2001 đó, 2022 đó. Các bạn biết nó nhốt người ta mà không có cái bản án, mà giờ đến hôm nay nhiều người vẫn còn bị nhốt á. Nó muốn, nó ghê lắm, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Cái xã hội Mỹ này, các bạn thấy cái bề ngoài của nó chỉ là cái bộ mặt thôi. Bởi thằng tư bản chủ nghĩa nó đi gọi là rao giảng cái tự do nhân quyền dân chủ của nó, nhưng bản chất của nó, các bạn biết, nó khủng khiếp, nó rất là xảo trá, mịt bợm. Tôi không bao giờ tin, chỉ đối với tôi, chủ nghĩa tư bản là chỉ làm sao mà mình kiếm được nhiều tiền là được, mình kiếm được nhiều tiền mình xách về quê hương được rồi, phải không chị Vân? Vậy thôi anh chị các bạn ơi, chứ còn ngồi đó mà cuồng nó bị reflection cho nên chị các bạn, để mình cho các bạn xem có quảng cáo giả mà thằng Mỹ này, các bạn thấy nó marketing mới có chút xíu thôi là quảng cáo, mới chút thôi là quảng cáo. Mình mới quay chút rồi nó quảng cáo. Bởi vì xã hội nước Mỹ, các bạn không có sống với thằng Mỹ mà làm việc với nó rồi mình mới hiểu được cái bộ mặt thật của nó, chứ còn nhìn chiếc xe hơi, nhà cửa và cuộc sống mà Lệ Minh quay đó, các bạn thấy đó, là các bạn sẽ bị lôi cuốn vào cái sự ảo tưởng của nó, ghê lắm anh chị các bạn ơi. Cái xã hội Mỹ thì nó muôn màu, muôn hình, muôn mặt, muôn vẻ. Cái hệ thống chính trị của nó rất là ghê gớm. Tôi nói anh chị các bạn, ở trong nước nhiều khi anh chị các bạn thấy vấn đề tham nhũng được đánh rất là mạnh hiện nay, rất là tốt. Một số người bức xúc rồi lên án chế độ, rồi cầm quyền, nhà cầm quyền, cơ chế này nọ. Cái đó là mình không nên, mình nên mừng. Mình nên mừng có những người lãnh đạo người ta quyết tâm như vậy để cho bộ máy nó trong sạch hơn. Còn ở Mỹ thì không có đâu.
Tôi nói chỉ các bạn biết hồn ai nó dữ rồi. Thôi thì mình thấy cái đề tài hay vậy, mình chia sẻ về quê hương thôi. Mình theo dõi tin tức dữ lắm anh chị các bạn, tại vì mình có chứng khoán, tham gia chứng khoán đầu tư, cho nên mình phải theo dõi. Theo dõi để đặng mà mình bắt kịp, chứ không thôi là mình sẽ bị sụp hố. Các bạn thấy không? Mình cũng lỗ mấy trăm ngàn, nhưng mà từ từ mình sẽ kéo lại nha. Ngầu không? Làm ăn mà, thương trường nó là chiến trường mà. Mình cứ từ từ thôi. Lúc có lúc lời, có lúc lỗ. Những cái tài khoản mình đầu tư trên thị trường của Mỹ. Ngầu không hả? Vài trăm ngàn đô trong ngân hàng là chuyện nhỏ. Hồi lúc trước các bạn biết, lúc mà chứng khoán mà nó mạnh đó, là mình nắm bật triệu, cái tài khoản này cả triệu đô, mà bữa nay mình mất còn có 550. Cặp dân Việt Nam lại nhảy lầu rồi ha. Mình bình thường tại mình có vốn mà đấy, gặp nhưng mà nhiều đó cũng đủ 1 triệu rồi. Lúc trước là cái tài khoản này mình cũng gần 1 triệu. Thành ra giờ mình ngồi mình chờ thôi. Mình đọc tin tức dữ lắm chứ không. Nó lâu chờ anh chị các bạn trong diễn đàn. Cho nên cái xã hội Mỹ này nó cũng khiếp lắm. Các bạn thấy nó lừa đảo rồi. Để tôi cho anh chị các bạn thấy. Mở mà email mail ra đó, điện thoại đồ ở Việt Nam. Bây giờ có nhiều người nói cái gì quên rồi. Lừa đảo này kia, nó mới xâm nhập Việt Nam thôi. Các bạn có được mở email lên, chân nó lừa đó, nó gửi quảng cáo, nó lừa. Chỉ cần mình click vô mấy cái mail này mà hả, là các bạn biết là các bạn sẽ bị nó dụ, nó đưa vào trong những cái mà lừa đảo của nó. Các bạn đừng nghĩ một đất nước, một quốc gia mà càng phát triển, càng gọi là khoa học kỹ thuật cao, là cái gì nó cũng hoàn hảo đâu. No, nó lừa đảo ghê lắm. Bởi vì lúc nào tôi cũng vô mấy cái chân mail này rồi khóa nó lại hết. Cái nào ấy là mình cho nó qua chân là rác đó, mail rác đó. Khiếp lắm. Tôi nói cho các bạn, nó rất là khủng khiếp, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Cái xã hội Mỹ này. Thôi thì mình dừng lại đây nha. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye.